Sớm thấu hiểu quy luật của cuộc sống, Michael đã quậy đục nước trụ sở công ty Shelby đặt tại Mỹ thay vì làm việc và giúp phát triển kinh doanh. Cậu chỉ lo ăn chơi rồi học cách trở thành máy dập như các anh của mình. Bỗng một ngày nọ cậu nhận được tin thị trường chứng khoán phố Wall rơi tận đáy. Kéo theo số tiền đầu tư của nhà Shelby cũng bị tụt không phanh. Trước đó Thomas đã ra lệnh cho Michael nhanh chóng thanh lý toàn bộ số cổ phiếu. Thế nhưng không ngờ cậu lại ngoan cố bám trụ khiến công ty chịu thiệt hại nặng nề. Michael biết chắc thế nào cũng khó sống nên lập tức khăn gói mang theo bạn gái bỏ chạy. Lúc này tại London dì Paul đang thuê phi công lái máy bay nhưng cũng đành bỏ chuyến giữa chừng để chuẩn bị quay lại Birmingham gấp. Tất cả cũng tại thằng báo con Michael mà ra. Về phía Thomas đang viên mãn bên cạnh gia đình, con gái của Lizzy đã lớn, đứa bé dự sẽ là viên ngọc sáng của nhà Shelby. Hôm ấy anh có một mật vụ yêu cầu Aberama Gold đi đột kích khu phố người Hoa, nào ngờ Finn cũng tham gia vào trận chiến, để rồi phút giây bất cẩn không may bị bắn trúng đạn. Go xông vào kịp thời bắn chết đối thủ, sau đó hỗ trợ đưa Finn về công ty. Tại đây vẫn là cảnh gấp đạn thủ công cực kỳ điệu nghệ đến từ những tay giang hồ chất chơi. Không ai biết lý do Thomas cho xử nhóm người Hoa với mục đích gì, nhưng dù cho điều đó có lợi như thế nào thì những nữ nhân nhà Shelby vẫn cảm thấy điều đó là không tốt. Hiện tại nhà Shelby chỉ nên tập trung làm việc hợp pháp, đã từ lâu họ muốn tránh xa khỏi việc làm phạm pháp ở thế giới ngầm, tiền tài danh vọng hiện có đã đủ để họ hưởng thụ suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên lòng tham con người là vô đáy, Linda cô vợ của Arthur phải nói là lộ rõ bản chất thật hay bị cuốn theo dòng xoáy tham vọng gia tộc. Không còn là cô gái đoan trang có hoài bão về vùng quê hẻo lánh sống cuộc sống yên bình với nghề nhà giáo nữa. Cô ấy nghiện và ăn nói cộc cằn thô lỗ trước mặt Thomas, thái độ như muốn làm mẹ Arthur thay vì làm vợ, buộc anh phải giành lấy vị trí chủ tịch trong công ty. Lúc việc kinh doanh của công ty đang gặp bất lợi thì đây chính là thời cơ để anh chứng tỏ năng lực của mình. Thế nhưng Arthur vẫn cảm thấy khá ổn với vị trí hiện tại, anh khuyên Linda phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Không ngờ cuộc họp hôm ấy Thomas lại đến trễ, vì chút động lòng Arthur đã nghe theo vợ tự ý chủ trì cuộc họp. Giây phút anh đứng lên phát biểu với giọng nói ấp a ấp úng lại khiến mọi người chán ngấy. Họ chỉ cần đợi Thomas đến và chẳng cần biết Arthur đang luyên thuyên cái vẹo gì. Nhìn thái độ của mọi người Linda thật sự cảm thấy thất vọng. Thế nên khi Thomas xuất hiện, cô đã liên tục gây hấn chọc ngoáy vào cách điều hành công ty của anh. Cũng may Thomas vẫn còn quyền lực và tiếng nói nên Linda đành bỏ về giữa chừng. Tại cuộc họp đó mọi người được thông báo về tình hình kinh tế tại thị trường New York. Nghe đâu tổn thất mà Michael gây ra là cực kỳ lớn. Giá cổ phiếu chỉ còn chưa đến 1 xu, để trấn an mọi người rằng gia tộc Shelby vẫn ổn và nhiều tiền. Thomas kéo cả nhà ra quán rượu, sau đó mời tất cả khách hàng có mặt ở đó ăn chơi một bữa miễn phí. Thấy được lợi ích họ lập tức tung hô Thomas và gia tộc Shelby lên như một vị thần thực thụ. Tại đây Thomas tổ chức một cuộc họp nhỏ với quy mô gia đình. Mọi người cũng đang chờ câu trả lời từ anh, tại sao lại đến phố tàu gây sự. Hóa ra có một vị thẩm phán nào đó đã thuê Thomas ám sát người ở phố tàu với giá 50.000 bảng. Do có chính quyền đứng sau hậu thuẫn nên anh không thể nào từ chối. Lúc này nghe tin Ada đang có thai, Arthur uống ly rượu suýt tí sặc chết ngay tại chỗ. Đàn bà nhà Shelby cứ đụng là đẻ, thật là số vượng phu ích tử. Trở về từ cuộc họp, Thomas bí mật đến gặp Bộ Nội vụ để trao đổi về những tài liệu lấy được ở phố tàu. Hiện anh đang giữ toàn bộ thư tín và hình ảnh mật liên quan đến Đức Vua, do đó anh muốn tiền trao cháo múc cho sòng phẳng. Thư ký cả nhà vua nghe xong cảm thấy đang bị Thomas uy hiếp nên tỏ ra bức xúc. Hắn mắng anh thậm tệ nhưng có lẽ hắn quên một điều rằng cả hai đều thối tha như nhau. Đêm đến Thomas ở trong văn phòng và cho phép một nhà báo vào phỏng vấn. Không ngờ hắn chính lại là gã nhà báo năm xưa từng đăng tin anh đốt ảnh của Đức Vua ở Birmingham. Do là người xưa gặp lại nên ông ta biết khá nhiều bí mật của anh trong quá khứ. Thời thế bây giờ đã thay đổi. Thomas có giấy phép hành nghề tổ chức cá cược, tự tạo dựng tài sản như sản xuất xe, xây dựng nhà và trường học cho trẻ mồ côi. Tuy nhiên càng nói gã nhà báo ấy càng không biết điều. Hắn liên tục vạch lá tìm sâu, nhắc đến những việc đã xảy ra trong quá khứ và đến cái chết của thanh tra Campbell. Đến đây Thomas không chịu lép vế nữa, anh bắt đầu phản công bằng kết quả điều tra về giới tính của ông ấy, liệu ông có muốn thông tin ông không thích phụ nữ được lan truyền ra ngoài hay không. Thomas thật sự rất giỏi nắm thóp người khác, tuy nhiên anh còn giỏi hơn trong việc sắp đặt mọi chuyện. Từ kết quả cá cược cho đến cái chết của một ai đó, và đêm nay sẽ là đêm cuối cùng trong đời của gã nhà báo lắm chuyện. Nhà đang bao việc thì Thomas còn nghe được tin, thằng khứa Michael trốn lên một con tàu rồi bị nhóm người nào đó bắt giữ. Họ gọi điện cho Thomas không phải để đòi tiền chuộc mà là báo tin để anh đề phòng Michael, bởi trên tàu cậu ta đã nói chuyện với hai băng nhóm kẻ thù luôn muốn Thomas phải chết. Sau đó họ sẽ chia nhau những trường đua ngựa của anh, do Thomas đã chuyển sang chủ nghĩa xã hội để đứng về phía các thiên thần. Thế nên tin báo này cũng là một đặc ân của các thiên thần dành cho anh, thay vì giải quyết kẻ phản bội ấy ngay lúc này. Thomas lại yêu cầu họ thả cho Michael trở về an toàn, có lẽ là một thủ lĩnh anh cũng cần phải xác thực mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định để tránh sai lầm đáng tiếc xảy ra. Kể từ thời gian đó Thomas bắt đầu lo lắng và mất ngủ triền miên, bởi mỗi khi ngủ anh lại mơ và trong mơ anh thấy có kẻ muốn lật đổ anh để ngồi vào vị trí thủ lĩnh. Kẻ đó không ai khác chính là Michael. Không lâu sau thì quả thật gã Michael đó đã được thả về, lại còn dắt theo cô gái tóc vàng ra mắt mẹ và các anh. Polly nhận lệnh của Thomas nhất quyết không cho Michael về nhà khi chưa rõ sự thật. Michael hết giải thích rồi lại giãy nãy giận dỗi đòi dắt vợ bỏ đi, khiến dì Paul mềm lòng đành miễn cưỡng tha thứ cho thằng bé. Tuy nhiên Arthur lại không dễ bỏ qua mọi chuyện như vậy, anh vẫn tỏ ra cương quyết khi đứng trước mặt Michael, vì chuyện này vẫn chưa thể kết thúc khi chưa có gì rõ ràng. Từ ngày Michael quay về, đột nhiên có vài người khách lạ đến tìm Thomas, một gã đàn ông lịch lãm nhưng lại trèo kéo anh theo chủ nghĩa phát xít. Hắn còn đưa ra điều kiện sẽ thăng chức cho anh lên làm công tước, thế nhưng anh đã từ chối vì trước giờ anh chỉ muốn tập trung lo việc ở Birmingham. Gần đây thật sự có quá nhiều việc xảy ra, Linda đã ra mặt muốn dành phần cho Arthur, Aberama Gold cùng gã lính đánh thuê có cơ hội phản công bất cứ lúc nào. Kẻ thù phía Bắc lăm le dòng ngó và cuối cùng là thằng em trời đánh Michael. Thomas đề nghị Ada lập tức tìm hiểu xem trong thời gian qua Michael đã từng gặp và tiếp xúc với những ai. Vậy ra ngoài miệng Thomas nghi ngờ là thế, nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời cho kẻ phản bội. Hôm ấy anh lại tổ chức cuộc họp nhỏ với gia đình, mục đích muốn biết chuyện gì xảy ra trên con tàu mà Michael dùng để quay về Birmingham. Cậu ta nói hai người kết hôn trên tàu nên nhờ thuyền trưởng làm chứng, tay quản lý tàu có bạn bè điều hành chỗ sản xuất whisky. Họ muốn tìm cách đưa rượu vào Mỹ, tuy nhiên anh phát hiện họ là dân Scotland đến từ Glasgow. Họ còn nói Thomas đã hết thời và bị thương mại hóa khi tham gia quá sâu vào con đường chính trị. Michael quả thật rất thông minh, từng câu nói đều khiến người khác nghĩ hắn thật sự vô tội. Hắn còn thông báo tin vui rằng dì Paul sắp lên chức bà nội. Nhìn ánh mắt của bà ấy, Thomas biết được không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục giả vờ tin tưởng Michael. Tuy nhiên anh không nhắc nhở về đứa con trong bụng cô em dâu. Độ tin tưởng của tôi đối với cậu sẽ bằng với độ lớn của đứa bé ấy. Câu nói sặc mùi đe dọa khiến Michael nổi máu chó điên, định xông vào cắn Thomas. Anh cả nhanh chóng đứng ra ngăn chặn lại, còn tao ở đây đố thằng nào động được vào cọng lông nách của Thomas. Trực giác của Thomas chưa bao giờ sai, thời gian qua ở Mỹ Michael đã thiết lập mối quan hệ và tạo dựng được một thế lực riêng cho bản thân. Trong khi Thomas còn chưa đoán được kẻ mà Michael cấu kết là ai thì ngay lúc này, trong khu rừng nơi bố con Aberama Gold ẩn nấp, họ bất ngờ bị nhóm Billy Boys úp sọt. Bonnie, chàng quán quân trong trận đấm bốc lịch sử năm xưa nay, cũng đành chịu trận bị chúng đóng đinh vào thập tự giá hành quyết. Aberama Gold đau đớn khi phải chứng kiến con trai chết trước mặt mình. Chúng không tha cho ông vì để ông quay về báo tin cho Thomas biết, hãy nhường lại toàn bộ quyền điều khiển trường đua cho chúng, nếu không người tiếp theo được đóng lên cây thập tự giá đó sẽ là Thomas. Trong khi giặc ngoài đang âm thầm từng bước chiếm đoạt quyền lực, Arthur và Thomas vẫn đang cố gầy dựng lại tài chính cho gia đình bằng cách sắp xếp kết quả cá cược của các trận đua ngựa. Lúc cả hai đang cố gắng gìn giữ thì hai người phụ nữ ở nhà là Linda và Lizzy lại âm thầm cấu kết với nhau. Linda dụ Lizzy làm nhục ý chí của Thomas, kéo anh về với gia đình để nhường lại vị trí chủ chốt trong công ty cho Arthur. Tuy nhiên Thomas biết rõ những gì mình đang làm là tốt hay xấu. Đã bước chân vào thế giới này chỉ có một con đường duy nhất mới thoát ra được, đó là con đường chết. Vậy nên họ không cần người phụ nữ bên cạnh suy tính quá nhiều, hãy cứ ngoan ngoãn an phận làm một người vợ ngoan và chăm sóc con cái. Hôm ấy Lizzy tổ chức sinh nhật cho hai đứa con thì đột nhiên Thomas phát hiện có khách đến nhà, hóa ra người lái chiếc xe mang theo con tin đến lại là Aberama Gold. Ông ta nói nhóm Billy Boys đã giết chết Bonnie và hắn tin trong tổ chức có kẻ phản bội vì chỉ có những người thân tín mới biết được vị trí của hai bố con. Thomas cố giữ Aberama Gold bình tĩnh tránh làm hại đến Johnny Dog. Bất chợt Lizzy vác súng ra bắn chỉ thiên vài phát và chửi mắng họ xối xả. Tất cả các người hãy tránh xa căn nhà của tôi, tránh xa những đứa con của tôi. Một ông già chưa đủ hay sao bây giờ lại đến người đàn bà bên cạnh mình. Thomas muốn phát điên với những gì đang xảy ra. Bọn trẻ đã bắt đầu tò mò về những chuyện mà bố chúng làm. Giữa Thomas và con trai đã có một khoảng cách vô hình vì cậu bé biết bố đã bắn chết con ngựa mà cậu yêu quý. Đúng thật dù có làm gì thì sự thật cũng khó mà che đậy hết được. Nếu lúc này có Gray bên cạnh có lẽ anh đã không phải mệt mỏi và không cần bận tâm quá nhiều về việc gia đình. Dù sao thì trong lòng anh cô vẫn có một vị trí nhất định không ai có thể thay thế. Rạng sáng Thomas cùng dì Paul đến một tu viện. Đây là nơi họ đã rót tiền vào để các sơ chăm lo cho những trẻ em mồ côi. Thế nhưng những người ở đây lại đánh đập một số trẻ da màu. Dù là giang hồ nhưng cả Thomas và dì Paul đều không đồng ý việc phân biệt đối xử như thế này. Do đó họ quyết định thời gian tới sẽ cho đóng cửa tu viện. Hành động này cho thấy dù là giang hồ nhưng ít ra họ vẫn có lương tâm hơn những người khoác bộ áo tu sĩ. Bên cạnh đó Thomas còn phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn với băng nhóm Billy Boys. Cho đến khi anh biết họ có mối quan hệ với đảng phát xít, anh đợi thời điểm sau khi tổ chức đám tang cho con trai của Aberama Gold xong, lập tức cùng Arthur và Michael họp mặt bàn việc hợp tác với Oswald, người đại diện kêu gọi đồng minh cho đảng chủ nghĩa phát xít. Không ngờ trước khi đến đây hắn ta đã điều tra rất rõ về nhân thân nhà Shelby. Hắn biết rõ hành tung của Michael khi ở Mỹ đã làm những gì, thậm chí còn thông báo cho Arthur biết anh vừa cao thêm 20 cm vì bị vợ cắm sừng. Nghe xong Arthur lập tức nổi máu điên lên, còn Thomas hiện đang có rất nhiều kẻ thù và các thế lực khác đe dọa, chẳng hạn như cái chết đột ngột của gã nhà báo Birmingham. Tuy nhiên Oswald đã thể hiện sự thiện chí bằng cách giúp Thomas dập tắt vụ này, việc thỏa thuận coi bộ diễn ra đúng như dự định. Thế nhưng Arthur không còn tập trung được vào đại cuộc nữa, anh đã bị sự ghen tuông che mờ đi lý trí, đây cũng là điểm yếu khiến anh không bao giờ vượt qua được Thomas. Đêm đó Linda đến tìm Lizzy tâm sự, cô thừa nhận mình đang say nắng một người đàn ông có học thức và giàu lòng nhân ái. Mặc dù anh ta không khá giả bằng Arthur và lại còn có một đứa con riêng, đứng trước tình huống này Lizzy không ngần ngại giảng dạy cho cô ấy một bài học, muốn gì thì phải giành lấy cái đó. Không ngờ câu nói của Lizzy lại giúp Linda thức tỉnh ra điều cô thật sự muốn. Kể từ lúc đó không còn ai nhìn thấy Linda đâu nữa, lúc này ai cũng nghĩ cô ấy đã bỏ trốn theo gã nhân tình. Đâu ai ngờ được đây chính là kế hoạch của Lizzy, cô cố tình kích động để gia đình anh chồng mình giãn nứt, từ đó sẽ không còn ai đe dọa đến vị trí độc tôn của Thomas nữa. Ngay lúc này chồng cô cũng dè chừng đối với em dâu của mình, Thomas yêu cầu Ada nhận lệnh bám sát vợ của Michael. Biết đâu đứa bé trong bụng là giả, do đó cần phải xác minh được Gina thật sự mang thai, với kinh nghiệm 2 lần có con của mình. Ada theo Gina đến bệnh viện trực tiếp lấy kết quả, đứa bé thật sự có tim thai, vậy là hai vợ chồng họ không hề nói dối việc gì Paul đã được lên chức bà nội. Tuy nhiên bà nội tương lai lại âm thầm giúp Aberama rời khỏi biệt phủ của Thomas, bà đưa ông ấy trở về nơi vốn dĩ thuộc về ông ấy, cứ ở đây dưỡng giả mọi chuyện báo thù đã có Thomas lo liệu. Tuy nhiên ngay khi dì Paul vừa đi khỏi, ông ta đã lập tức triệu tập người cùng mang vũ khí đến Scotland trả thù cho cái chết của đứa con trai xấu số. Còn về đứa con trai của dì Paul, khi biết tin đứa bé đã có tim thai, Michael càng muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông bản lĩnh đủ sức để bảo vệ vợ con. Anh nói thẳng mặt Thomas rằng đợi đến khi đứa bé lọt lòng một cách an toàn, mối quan hệ giữa hai anh em sẽ chấm dứt. Thomas nhận thấy tham vọng trong đôi mắt ấy ngày càng cao. Đêm đó khi nghe Johnny Dog nói lại việc Aberama đã tìm người Do Thái để trả thù, anh lập tức ra lệnh cho Johnny Dog đi bắt Aberama về cho bằng được. Nghe đến đây Johnny Dog có vẻ lưỡng lự bởi anh biết Aberama có ý định cấu kết với nhóm người của Fury. Họ là một băng đảng chỉ dùng súng để thương lượng. Gương mặt của Johnny Dog nhăn nhó khó chịu có vẻ bất mãn, chuyến đi này e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Đêm đó sau khi nướng khoai với Lizzy xong, anh nghe được cô nói rằng Linda đã bỏ đi, từ thông tin mà Linda từng tâm sự với Lizzy. Anh điều tra ra được gã nhân tình dám cà nhín với chị dâu nên lập tức gọi điện mách anh cả. Đây chắn sẽ là điểm yếu khiến anh dễ dàng điều khiển Arthur. Vì nôn nóng trả thù cho cặp sừng trên đầu, Arthur đã đồng ý đi bắt Aberama về với điều kiện phải được đích thân trừng trị tình địch trước. Với thế lực của nhà Shelby hiện tại thật không khó gì để điều tra ra được nơi ở của một gã hướng đạo sinh. Hắn ta không biết đã đắc tội gì với Arthur mà lại bị đập cho tơi bời. Ôi đàn bà là những niềm đau khiến cả hai người đàn ông chảy máu, gã nhân tình chảy máu bên ngoài nhưng Arthur già nua tội nghiệp lại chảy máu từ trong tim. Tại Glasgow lúc này Aberama Gold đang giường êm nệm ấm trong một ngôi nhà gỗ, thế nhưng không ngờ ông ta lại bị Arthur tìm thấy được một cách dễ dàng. Đã vậy Arthur còn loan truyền thông tin của ông cho nhóm Billy Boys biết, giờ họ đang tìm đến đây để tính sổ với ông. Aberama chỉ còn 2 đường lựa chọn, một là ở lại và chết, 2 là theo Arthur về lại với gia tộc Shelby. Không lâu sau khi người của Billy Boys tìm đến nơi, suýt tí họ đã rơi vào chiếc bẫy lựu đạn mà Arthur và Aberama đã gài từ trước. Bằng một sự may mắn nào đó, một gã người Hoa làm việc cho hội Tam Hoàng lại đến tìm gặp Thomas để thỏa thuận việc làm ăn. Tuy nhiên trước khi đến đây, ông ta đã đặc biệt gửi tặng cho Finn một em gái xinh đẹp. Chỉ ít phút sau Thomas lập tức nhận được điện thoại cầu cứu của Finn. Cậu không sử dụng được khẩu súng nước của mình, trái lại còn bị cô chĩa súng vào đầu uy hiếp. Hắn ta không có ý định giết chết Finn, chỉ là muốn dọa Thomas rằng hắn cũng không phải tay vừa. Hiện tại hắn có một lô hàng thuốc phiện tinh khiết nhất châu Âu, với số lượng 7 tấn mỗi năm sẽ thu lại lợi nhuận được hơn 1 triệu bảng. Do là người Hoa nên hắn không thể xuất hàng ra biên giới được, vì vậy hắn cần có sự trợ giúp từ phía người bản địa, nhất là những người có quyền lực và địa vị như Thomas. Vô tình thấy được cơ hội làm ăn khá thích hợp với Michael, vậy nên Thomas đã gọi dì Paul đến để trao đổi về lợi ích của phi vụ lần này. Phía hội Tam Hoàng cần giúp vận chuyển hàng đến thị trường San Francisco, tiền công vận chuyển một lần bằng nửa số tiền mà Michael đã làm mất. Do đó đây vừa là cơ hội để Michael lấy công chuộc tội, vừa là để anh nhận cậu ấy trở lại làm việc cho vị trí trống ở công ty, đồng thời gợi ý cho dì Paul việc nhận lời cầu hôn của Aberama. Hóa ra anh đã có kế hoạch từ trước, yêu cầu bắt Aberama về nhằm đình chiến với Billy Boys, tập trung mọi nguồn lực vào những phi vụ làm ăn lớn sắp tới. Và Thomas đã giữ Aberama lại bằng cách gả dì Paul cho hắn. Đúng là già thì vẫn có cái giá của người già. Chiêu cũ từng dùng cho Jeon nay một lần nữa lại hữu dụng với dì Paul. Nhân dịp sinh nhật của Lizzy, Thomas quyết định tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để mời cả Oswald và những nhân vật quan trọng đến tham dự. Để chuẩn bị cho bữa tiệc đó quả thật không hề đơn giản. Thomas cần mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch mà anh đề ra, do đó anh cần phải sử dụng thuốc phiện để giải tỏa bớt áp lực. Cũng từ đó mà những ảo giác về Gray cứ liên tục hiện về, nhưng người nhận ra thủ lĩnh của Peaky Blinders đang bất ổn chỉ có mỗi mình cô em gái xinh đẹp Ada. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, dì Paul đã thuyết phục Michael quay về công ty làm việc, nhưng cậu ấy lúc này lại bị mắc kẹt ở giữa bởi Gina không muốn sống tại Anh Quốc. Cô ta thông báo với Mộng Chè rằng bằng mọi giá con của cô phải có quốc tịch Mỹ, nếu như bà cũng chịu sang Mỹ định cư thì cả nhà sẽ được đoàn tụ bên nhau. Đứng trước thế lực thuộc hàng top 1 trong thế giới ngầm, một cô gái non tơ như Gina lại dám nói ra những lời đầy đanh thép như vậy. Nếu không phải vì đứa bé trong bụng có lẽ dì Paul đã phải dạy cho cô ta một bài học để biết thế nào là Peaky Blinders. Ngày hôm sau, dì Paul đích thân đưa cho Michael giấy tờ ủy quyền vị trí giám đốc quản lý công ty vận tải Shelby, mục đích cụ thể là chuyên vận tải than sang Mỹ. Đây là cơ hội tốt để cậu thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy nhiên Michael lại trả lời rằng cần hỏi ý vợ xem cô ấy như thế nào. Nghe đến đây dì Paul cố nhịn mà nói, không phải ai cũng may mắn có cơ hội bán than nâu như thế này, chẳng hạn như bố của cậu lúc trước, ông ta đã phải làm việc trong mỏ than đen đúng nghĩa, để cuối cùng bị quỵt tiền công vì không có người bợ đỡ chống lưng. Nếu Gina biết được lợi nhuận từ vụ này, chắc chắn con bé sẽ suy nghĩ lại. Chẳng mấy chốc buổi tiệc sinh nhật của Lizzy đã đến. Giữa lúc mọi khách mời đều đang chờ đợi nhân vật chính xuất hiện thì đôi vợ chồng đó lại đang nướng khoai trong phòng. Hóa ra đây là hành động đánh dấu chủ quyền của Thomas đối với vợ của mình, bởi anh biết quá khứ không trong sạch của cô từng là gái bán hoa. Và không may Oswald lại là một khách hàng mà cô từng phục vụ, do đó anh căn dặn cô ấy rằng nếu hắn dám đụng vào người cô, anh sẽ cho hắn xuống hầm cá tra chơi hết con trăng này. Phía bên ngoài Michael cố thuyết phục vợ về vụ làm ăn lớn mà Thomas vừa giao, vì 1 triệu bảng mỗi năm hãy cố gắng nhẫn nhịn làm việc dưới trướng của Thomas. Có tiền rồi muốn làm gì cũng được. Gina chợt đặt ra một câu hỏi, nếu chẳng may bị bắt thì sao? Michael tự tin trả lời rằng mọi thứ đã có Thomas lo liệu. Oswald giữ đúng lời hứa đến buổi tiệc từ rất sớm. Hắn gặp dì Paul và bị bà ta khịa về lịch sử vét máng khắp mọi nơi. Kể cả em vợ hay người thân trong nhà hắn cũng không tha, vì vậy dì Paul khẳng định lại một lần nữa. Ở đây ngoài những con thiên nga ngoài kia thì tất cả người nhà Shelby đều là vật mẫu trưng bày, đụng vào chỉ có nước cụt tay. Khi đã ký thỏa thuận hợp tác với Thomas xong, hắn được Thomas đưa ra ngoài để gặp chủ nhân của buổi tiệc. Không ngờ cái lò anh từng xúc than ngày xưa nay đã trở thành lò V3 sang trọng của riêng Thomas, vì mối giao hữu giữa hai bên hắn đã cố hết sức tỏ ra thật lịch sự khi đối mặt với Lizzy. Buổi tiệc mở đầu bằng màn múa ballet con thiên nga dẫy chết đậm chất nghệ thuật cổ điển. Oswald thích thú các nàng vũ công ballet nhìn không rời mắt. Về phía Arthur thì chán đến độ ngủ gà ngủ gật. Theo kế hoạch thì Aberama sẽ cầu hôn dì Paul bằng cách ném hộp nhẫn về phía bà rồi cả hai cùng kéo nhau ra bụi cây ngoài sân. Thomas tập trung cao độ nghe tiếng xe đến lập tức gật đầu với Michael. Cậu gọi Arthur dậy để ra ngoài đón một vị khách quý. Nào ngờ người bước xuống xe lại chính là cô vợ Linda yêu dấu. Biết vợ ngoại tình nhưng anh không trách lấy cô ấy nửa lời. Trái lại cô ta không ngừng trách Arthur tàn nhẫn. Giữa cô và gã hướng đạo sinh kia chưa từng xảy ra việc gì ngoài giới hạn. Vậy nên hành động của anh thật sự quá tàn ác. Anh đã biến dung mạo người đàn ông kia trở nên xấu xí giống hệt như tâm hồn bên trong con người anh, mặc cho Arthur xuống nước cầu xin hết lời. Linda bất chấp rút súng ra chĩa về phía anh và bất ngờ một tiếng nổ vang lên. Dì Paul đã nhanh tay dạy cho đứa cháu dâu này một bài học nhớ đời. Linda trúng đạn nằm vật ngã xuống sân cỏ. Màn biểu diễn thiên nga dẫy chết bên trong kết thúc một cách thật xuất sắc, đủ để thu hút mọi sự chú ý của khách mời nhằm che giấu mớ hỗn độn xảy ra trong nội bộ của gia tộc Shelby. Cả nhà Peaky Blinders nhanh chóng có mặt tại hiện trường và hỗ trợ đưa Linda vào cấp cứu. Thấy chị dâu đang gặp nguy hiểm, Thomas còn sát muối vào trái tim cô. Nếu cô chết cả nhà sẽ giúp nuôi con cô thật béo tốt nên cứ yên tâm chết đi. Vẫn là cảnh tượng đổ rượu vào vết thương khử trùng rồi gấp đạn sống ra đặc trưng cho sự liều mạng của nhà Peaky Blinders. Nghe tiếng la hét của vợ, Arthur già nua cảm thấy đau xót vô cùng. Trong lúc này Thomas là người giữ bình tĩnh nhất. Yêu cầu anh trai ra ngoài lấy đồ rồi bên trong pha thuốc phiện cho chị dâu uống. Ngay khi Arthur quay lại nhìn thấy vợ nằm im trên bàn, suýt tí thì anh khóc tiếng mán vì nghĩ rằng vợ mình đã chết. Trong khi nhà Peaky Blinders đang loạn xì ngầu lên bởi mối tình ngang trái của anh cả, lúc này Oswald trở thành tâm điểm chú ý trước mọi người. Hắn ta tuyên bố về chủ nghĩa đảng phát xít sẽ mang lại lợi ích cho người dân như thế nào, những thứ mà đảng Dân Chủ và cả đảng Cộng sản đều không thể có được. Cuối cùng để thực hiện lý tưởng này hắn cần phải liên minh với Thomas, thủ lĩnh của băng nhóm Peaky Blinders. Tuy nhiên đối với Thomas mà nói đây chính là cuộc chơi mạo hiểm. Oswald muốn nhúng tay vào việc gia đình của Thomas, yêu cầu anh chấm dứt những chuyện tranh chấp hạ cấp không đáng có. Thậm chí việc ở công ty hắn cũng muốn chen vào, đề nghị Thomas sa thải gấp gã luật sư mang dòng máu Do Thái đang làm việc cho nhà Shelby. Hắn cho rằng đây chính là cuộc đua quyền lực, nếu thành công ngay cả nhà vua cũng phải hai tay chịu thua dưới triều đại phát xít. Ngoài ra Oswald còn tự chỉ định để Jimmy kiểm soát các trường đua phía Bắc, nghĩa là miếng bánh thị phần ở London của nhà Shelby sẽ phải nhượng quyền lại cho hắn ta, và quyền lực của nhà Shelby sẽ được chuyển về khu vực miền Trung xa xôi hẻo lánh. Chưa biết thành công đến đâu nhưng việc này là quá sức chịu đựng của Thomas. Từ trước đến giờ nhà Shelby nói chung và Thomas nói riêng đều không muốn bị bất cứ ai điều khiển, kể cả nhà vua Anh Quốc còn phải chịu lép vế trước họ thì bọn phát xít này có là gì. Do đó Thomas bên ngoài giả vờ phục tùng mệnh lệnh nhưng bên trong anh đã có những sự tính toán của riêng mình. Vẫn là chiêu thức cũ chơi hai mang liên minh với Oswald để lấy tin tức tình báo cho chính quyền Anh Quốc. Thomas gặp gỡ đại tá Rongger yêu cầu ông ta báo lại với các cấp chính quyền về hành tung hoạt động của đảng phát xít, hiện tại chúng đang rất được lòng người dân. Từ các bài báo đã đăng về nội dung hắn thuyết trình trong buổi tiệc tại nhà Thomas cho thấy được ngay cả các tầng lớp thượng lưu trung lưu đều một lòng ngưỡng mộ tư tưởng phát xít. Tuy nhiên cũng vì việc tình báo chống lại phát xít mà Rongger đã bị các tai mắt khắp nơi để ý, nếu may mắn sắp tới có thể anh ta được chuyển sang bộ phận khác. Nhưng không may thì ngay cả tính mạng cũng khó giữ nổi, Thomas không nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng đến vậy. Nào ngờ hôm đó Rongger vừa trở về từ nhà Thomas thì một vụ nổ lớn chấn động xuất hiện. Thomas đang ngồi trong nhà cũng suýt điếc tai vì thứ âm thanh kinh hoàng đó. Anh lập tức ra ngoài kiểm tra, một vài đứa bé đang chơi gần hiện trường bị thương khá nghiêm trọng. Thomas vội vã đưa chúng vào nhà và kiểm tra xung quanh. Chiếc xe của Rongger đang bốc cháy dữ dội, chắc chắn có kẻ đã cài bom vào đó để ám sát Rongger. Đây chính là lời cảnh báo cho những ai dám có ý định chống lại đảng phát xít. Đêm đó Thomas thông báo với Ada rằng đại tướng Rongger đã chết. Cô không khỏi xúc động vì anh ta là bố của đứa bé trong bụng. Kiểu này Ada phải đi chấm tử vi lại xem số cô tuổi thân hay dần. Yêu ai cũng khổ mà ai dính đến cô cũng đều chết thảm. Lẽ nào cô là người phụ nữ sát phu trong truyền thuyết? Tuy nhiên đây không phải lỗi của cô. Lần đầu tiên Thomas tự nhận đây chính là lỗi của mình. Bởi vì anh đã ép Rongger tình báo với các hoạt động của phát xít, lại còn khiến một đứa trẻ 10 tuổi bị thiệt mạng trong vụ đánh bom ám sát đó. Ngay lúc này Arthur vẫn mãi chìm đắm vào một tương lai bình yên tại thị trấn nhỏ vùng ven, tại đó anh sẽ cùng Linda xây dựng lại mái ấm gia đình. Thế nhưng cô ấy vẫn nhất định rời xa Arthur, rạng sáng cô ấy đã bỏ đi khi vết thương vẫn còn đang âm ỉ. Còn Arthur mang theo vết thương trong lòng không bao giờ lành, hết bị bố lừa gạt rồi lại bị vợ phản bội, trái tim anh giờ đây đóng băng rồi vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Hôm đó được tin kho hàng của hội Tam Hoàng đã bị bại lộ, Arthur điên loạn vác súng vào khu phố tàu bắn xối xả về phía bọn cướp. Chẳng mấy chốc mà quân địch ngã xuống như ngả dạ. Arthur hùng hổ vác khẩu súng trên tay tuyên bố một câu đầy tự hào: đừng có giỡn mặt với Peaky Blinders. Sau khi vào trong kiểm tra lô hàng vẫn còn nguyên, anh quyết định sẽ đích thân vận chuyển hết tất cả về khi ở Birmingham. Mặt khác Thomas lại có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch lật đổ Oswald. Anh đến trại tâm thần tìm gặp một người đồng đội cũ tên Bunny, với biệt tài bắn tỉa giỏi nhất đội khi còn đi lính. Thomas cho Bunny hai sự lựa chọn, một là giúp anh ám sát Oswald và hai là uống viên thuốc độc gây trụy tim này. Dĩ nhiên Bunny chỉ bị ảnh hưởng tâm lý nên lúc điên lúc tỉnh thôi chứ không hẳn là ngu. Chỉ cần đồng ý với điều kiện mà Thomas đưa ra, anh sẽ có lại được sự tự do của mình. Vậy thì tội gì mà không bắt tay vào việc ngay lập tức. Theo tính toán của Thomas, anh gặp Jimmy để tỏ thiện chí sẽ bàn giao lại thị trường phía Bắc cho hắn quản lý. Tối đó một nhân vật đặc biệt bỗng dưng tìm đến. Ông Churchill biết Thomas đang dò thám một tên phát xít và yêu cầu anh nên làm những gì anh phải làm. Nếu có cần gì thì cứ việc gọi cho ông ta. Sắp tới Thomas sẽ đồng hành cùng Oswald trong một buổi meeting, do đó anh cần tổ chức họp gia đình để thông báo vài vấn đề quan trọng. Nào ngờ Michael lại đưa ra đề nghị tái cơ cấu toàn bộ công ty để hắn làm giám đốc, còn Thomas chỉ làm chủ tịch bù nhìn và không được tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa. Đối mặt với tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, Thomas bình thản vứt tệp hồ sơ vào lò sửa không thèm để tâm. Rõ ràng trước sự thúc giục của Gina, Michael đã ra mặt khiêu chiến muốn chiếm đoạt quyền lực của Thomas. Hắn ta muốn dẫn dắt công ty theo cách làm hiện đại như người Mỹ. Rằng kiểu thống trị giang hồ của Thomas đã lỗi thời rồi, ngay cả dì Paul là mẹ ruột của Michael cũng cảm thấy hành động của con trai mình chướng tay gai mắt. Bà tác động vật lý vào mặt Michael một phát rồi lườm nguýt cô con dâu, dù gia đình này có giang hồ đi chăng nữa cũng không cần một đứa ngoại tộc như cô ta lên tiếng. Tiếp tục nội dung của cuộc họp, Thomas giao nhiệm vụ cho Aberama lấy mạng gã Jimmy, đây chính là cơ hội để ông tự tay trả thù cho cái chết của con trai mình. Cái chết của Jimmy sẽ khiến cảnh sát bận rộn, những người còn lại nhân cơ hội này vận chuyển chuyến tàu chở thuốc phiện dọc bờ kênh, nếu phi vụ thành công tất cả người tham gia sẽ được trả 30.000 bảng. Cũng trong ngày hôm đó Thomas đã tranh thủ giải quyết xong vấn đề có kẻ đã phản bội lại tổ chức. Gã làm việc ở quầy bar là người biết rõ ai thường xuyên đến đây bàn việc làm ăn và cũng là người nghe ngóng được nhiều thông tin nhất. Chính hắn đã để lộ tin tức khiến tướng Rongger bị ám sát và suýt mất lô hàng, do đó gã xứng đáng được Peaky Blinders ban phát cho một cái chết đầy nhân ái. Tiếp tục hành trình chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, Thomas đã điều tra ra tung tích của Solomons, hóa ra vết bắn năm xưa không đủ để ông ấy đang xuất ra khỏi trái đất. Gương mặt chỉ để lại một vết sẹo dài, Vì lệnh diệt chủng người Do Thái của Oswald nên hiện tại người Do Thái cũng phải sống trốn chui trốn nhủi. Solomons chết đi sống lại được người dân tôn sùng như một vị thần của Do Thái, và không ai thích hợp hơn Solomons làm chủ cuộc khởi nghĩa chống lại phát xít lần này. Chốt lại lần cuối, Arthur sẽ mở cửa cho đội quân Do Thái của Solomons tấn công và gây náo loạn cuộc meeting. Nhân lúc không ai chú ý, Bunny sẽ bắn tỉa Oswald từ phía tầng cao đối diện sân khấu. Aberama sẽ giải quyết Jimmy và chiến thắng sẽ thuộc về Peaky Blinders. Kế hoạch được vạch ra rõ ràng chi tiết và không một kẽ hở. Nào ngờ tối đó Finn lại vô tình nói cho Billy Boys biết: "Tối nay tôi rất bận vì họ đang chuẩn bị ám sát một tên phát xít." Nói rồi Finn để lại cọc tiền cho ông ta và rời khỏi văn phòng. Thật là một cậu nhóc vô tri. Tại buổi meeting bên ngoài, Eden dẫn dắt một đội quân biểu tình chống phát xít không ngừng gào thét. Khi Thomas đến nơi nhìn thấy cô ấy đang bị cảnh sát vây bắt, anh đã dùng quyền lực của mình để yêu cầu họ thả Eden ra. Bọn phát xít này thật sự không dễ đối phó. Hơn nữa chúng đang được người dân ủng hộ nên cách biểu tình của cô sẽ chẳng đi đến đâu. Anh cố thuyết phục cô ấy nhanh rời khỏi đây vì anh đã có cách phá hủy đảng phát xít một cách triệt để từ bên trong. Khán phòng lúc này đã chật kín những người quan tâm đến chủ nghĩa phát xít. Oswald xuất hiện trong màn chào đón nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hắn tiến lên sân khấu với khẩu hiệu hủy diệt người Do Thái, người dân cũng hô hào cổ vũ theo đầy phấn khởi. Thomas chỉ biết im lặng đi theo hắn để làm tròn vai diễn đêm nay. Oswald đứng ngay vị trí chính diện trên sân khấu, nơi được ánh đèn liên tục soi chiếu vào. Đây là nơi dễ dàng quan sát nhất để Bunny tiện ra tay. Mọi người đều đã vào vị trí của mình, chỉ cần đợi Thomas ra dấu hiệu nữa là xong. Oswald tuyên bố sẽ đánh bại Churchill cũng như hủy hoại nền dân chủ cũ kỹ lỗi thời. Đúng thời điểm đội quân Do Thái của Solomons bắt đầu tràn vào trong khán phòng, Thomas hồi hộp đếm 10 giây đếm ngược ngay từ khoảnh khắc này. Aberama đã áp sát được Jimmy, Arthur cũng đã vào vị trí. Bunny nhắm thẳng về phía Oswald và chuẩn bị bóp có bất cứ lúc nào khi Thomas ra lệnh. Thế nhưng một sự sắp đặt không như ý muốn, Bunny đã bị bắn chết. Aberama không kịp ra tay thì đã bị bức tử ngay sau cánh gà. Gã Jimmy thoát chết trước sự ngạc nhiên của Thomas. Phía bên này có kẻ muốn ám sát Arthur nhưng anh đủ may mắn để thoát nạn. Phải nói anh xứng đáng đạt danh hiệu là nhân vật sống dai nhất bộ phim này. Oswald có lẽ đã biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh và tỏ ra bình thường trước mặt Thomas. Điều đó càng khiến Thomas hoang mang. Không thể nào kế hoạch của anh lại thất bại như vậy. Arthur thông báo cho Thomas biết rằng Aberama đã bị sát hại. Hàng ngàn câu hỏi tại sao vì sao liên tục xuất hiện trong đầu anh. Oswald chắc chắn không biết gì về kế hoạch này. Chắc chắn nội bộ có kẻ đã tiết lộ cho hắn, nhưng người đó là ai? Thomas nghĩ mãi vẫn không thông. Sau bao nhiêu năm lãnh đạo Peaky Blinders vào sinh ra tử, đây là lần đầu tiên Thomas nếm trải mùi vị thất bại. Cảm giác còn khó tả hơn cả lần anh thoát chết khỏi huyệt chôn của Churchill. Lần này Thomas thật sự như phát điên. Giặc ngoài anh có thể đối phó nhưng đã là thù trong thì cũng đành phải bó tay. Có lẽ điểm yếu nhất của Thomas chính là quá tin tưởng vào gia đình. Hiện giờ anh không biết rằng dì Paul sẽ chọn theo phe nào. Dường như lúc này bên cạnh anh chỉ còn mỗi Arthur là đáng tin cậy.